đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là ai? Và sau ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ. Ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ. Bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ. Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là ai? Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Xin chào tất cả quý vị và các bạn trẻ nam nữ đến với bến. Và đúng là lượt gặp sang như thuyền thuyền đã gặp bến, như con tàu đã gặp bến sân ga, như sóng biển bao la một bờ cát trắng. Và tình yêu của đôi bạn đã trải dài theo năm tháng, suốt bốn mùa xuân hạ thu đông. Và để rồi liền về thưa với mẹ cha. Mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình, sang về thưa với gia đình. Gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Kính thưa quý vị, và được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự tác thành của chính quyền địa phương, cùng hai bên gia đình đã chọn cho hai bạn một ngày đẹp nhất, đó là ngày hôm nay. Vâng, và ngày sau đây, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin phép gia đình, ban tổ chức lời xin được lòng trọng tuyên bố chương trình của tổ chức đại lễ Tài Gòn chúc mừng ngày vui hạnh phúc cho đoàn trẻ Đức Luyện và Minh Giang xin phép được chính thức bắt đầu. Một trọng tài chúc hạnh phúc của quý vị hoàn dành cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Những tràng vỗ tay thì mừng duyên mới, mừng hạnh phúc cuộc đời, hạnh phúc đứa đôi, hạnh phúc non sông, hạnh phúc nhà, đẹp tình đất nước thắm tình ta, trai yêu đất nước thương lòng vợ, gái dịp non sông đẹp ý chồng. Xưa các cụ ta vẫn thường nói rằng, cha mẹ đôi con thì mới biết về sau, xe tư đúng lứa, trao cầu đúng nơi, mong sao má thắm chỉ hồng, mong con hạnh phúc, đó là tấm lòng của mẹ cha. Vâng, và trong ngày vui ngày phúc hôm nay, thì ban tổ chức tôi cũng xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn đại diện cho đại gia đình họ nhà gái kính mến sẽ có đôi lời phát biểu và trao dù với gia đình họ đẹp trai. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa đại gia đình nhà gái, chúng tôi là đại diện của gia đình nhà gái. Chúng tôi là đại diện của gia đình nhà gái. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, cho nên là được sự đồng ý của vợ chồng ông Nông đưa cháu cha sang lên đây để làm dâu con gia đình này. Gia đình như thế này, trước khi bàn giao cháu về gia đình như thế này thì thực tình mà nói, đại gia đình nhà chúng tôi chỉ mong đại gia đình như thế này chúng ta làm thế nào cháu khôn thì bảo ít, cháu dạy thì dạy nhiều, để rồi sau này coi như là hai gia đình chúng ta gặp lại có những cái sự tầm ấm. Về sau mong các cháu và đại gia đình chúng ta mạnh khỏe, làm ăn mỗi ngày một phát triển, để coi như khi chúng ta gặp lại nhau có nhiều điều coi như là tâm sự hàn huyên về hạnh phúc của các cháu lâu dài và bền đẹp mãi mãi về sau. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa tất cả quý vị. Và vừa rồi là đôi lời phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện họ nhà gái cũng gửi tới gia đình họ nhà trai rằng hai bên gia đình chúng ta thì không có hò hẹn từ xưa, con thuyền xuôi máy nay lái đưa một chiều, cháu tôi tuổi ít đứa người, mong nhà trai có những lời bảo ban, dâu hiền dễ quý trời ban,
ơn là cái nghĩa đã có từ ngàn đời nay. Vâng, và để đáp lại đôi lời phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện họ nhà gái kính mến, thì ban tổ chức đôi xin được chào kính mời vị trưởng đoàn đại diện họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu để nhận dâu. Xin được chào kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, cùng toàn thể thanh niên nam nữ và các vị khách của hai họ, hôm nay cháu Nguyễn và cháu Giang, hai cháu quen biết nhau, đi đến chương trình hạnh phúc trên tinh thần yêu nguyện. Tôi được sự ủy quyền của bà Thắm xuống nhà gái để đón cháu Giang, con bà Nông Nịnh về làm dâu con của gia đình. Báo cáo với các cụ, các ông, các bà, trong quá trình các cháu nó yêu nhau thì đã được hai bên gia đình nhất trí và đồng ý, và đồng thời cũng là chứng kiến của chính quyền địa phương. Hôm nay là ngày lành tốt, thì tôi là bác của thôn Liệt là được ủy quyền của bà Thắm xuống gia đình nhà ông bà Nông Nịnh đón cháu Giang và đưa con trong gia đình, thì được sự đón tiếp nhiệt tình chu đáo của gia đình. Và đồng thời hôm nay thay mặt cho họ nhà trai một lần nữa xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng thanh niên nam nữ, các vị tân khách gần xa của hai họ mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc cho hai cháu mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Cảm ơn. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, và đúng là hôm nay nhà gái vui mười, nhà trai phấn khởi vui gấp đôi mươi vuông tròn, bởi rằng gia đình nhà trai không sinh không dưỡng mà lại thêm được một người con, vừa sinh gái lại nết na dịu dàng. Và rồi bác trưởng đoàn đại diện họ nhà trai cũng cảm ơn họ ngoại vô cùng, sớm cho hai cháu đã về chung một nhà. Tôi cảm ơn cô bác gần xa, chính quyền đoàn thể đã tạo ra duyên đồng. Hai chúng tôi chỉ mong sao tình cảm thông gia, hai nhà như một để cùng xây duyên đồng. Vâng, xin chào một tay thật lớn từ quý vị ạ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Mong anh trao đến em lòng dịu dàng khi anh cầm lấy tay em cho nhân cưới cho người. Vâng, quý vị, chúng ta dành những chào một tay thật lớn cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hạnh phúc hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Tiếp đến đã chia tay hai bạn từ ngày hôm nay lên duyên chồng vợ. Vâng, và chào đến sau, xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng ôm chặt lấy nhau đấy ạ. Những nụ hôn nồng nàn nhất trong ngày vui hạnh phúc này đi ạ. Xin mời cô dâu chú rể ạ. Vâng, xin mời. Rất tuyệt vời trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Rất là vui đúng không? Rất thoải mái. Cô dâu ạ, cảm giác của cô dâu lúc này thế nào? Rất là vui ạ, hạnh phúc ạ. Rất là vui đúng không? À, vâng, kính thưa tất cả quý vị, từ đầu chương trình đến giờ thì cô dâu và chú rể của chúng tôi đã trao cho nhau vòng cưới. Nhưng với một nụ hôn vào má thì chắc hẳn rằng là chưa đủ sức mạnh đúng không chú rể? Và hôm nay tại sân khấu chính, một nụ hôn ngọt ngào nhất chú rể sẽ dành cho cô dâu vào môi trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Cô dâu và chú rể có sẵn sàng không ạ? Cô dâu sẵn sàng đón nhận nụ hôn từ chú rể không? Sẵn sàng ạ. Sẵn sàng đấy. Và chú rể rất sẵn sàng đấy ạ. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng hướng về nhau. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất cho chú rể Đức Luyện và cô dâu Minh Giang trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Cô dâu và chú rể của chúng ta chuẩn bị này. 3, 2, 1, xin mời. Những nụ hôn rất ngọt ngào trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Vâng, xin thưa quý vị, và đúng là bạn gần cho đến bạn xa. Vâng ạ, xin mời cô dâu sẽ cùng chung tay với chú rể và trước tiên sẽ rót vào 6 chiếc ly. Công an tổ chức sẽ chuẩn bị tại bàn tiệc trang trọng ngày hôm nay. Vâng, và xin mời chú ý. Với giọt rượu hồng đang tràn trên tháp ly của tình yêu. Rượu hồng nó biểu tượng cho một tình yêu khát khao, một tình yêu cháy bỏng. Rượu hồng nó còn biểu tượng cho nước và mật ngọt, nước để tưới mát cho tình yêu say tốt. Giang Bãi là người đẹp nhất,
và nhận không những yêu màu xanh trong mắt mà còn yêu màu đỏ trên đôi môi. Bọn chú rể của chúng ta sẽ mời lên song thân phủ mẫu. Và trước tiên xin mời chú rể sẽ cầm ly rượu hồng để mời cha, và xin mời cô dâu sẽ cầm ly rượu hồng để mời mẹ, để cảm ơn tới đấng chi thành đến cha đến mẹ cho hai con ngày vui hạnh phúc này. Xin mời hai bạn. Vâng, và để cảm ơn tới hai bác trưởng đoàn đại diện hai gia đình thì xin mời chú rể sẽ cầm ly rượu hồng để mời vị trưởng đoàn đại diện họ nhà gái, và xin mời cô dâu sẽ cầm ly rượu hồng để mời vị trưởng đoàn đại diện họ trai ngày hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể. Và hai ly rượu còn lại đó là hai ly rượu của cô dâu và chú rể trong ngày vui hạnh phúc này. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cầm lấy hai ly rượu của mình. Kính thưa quý vị, và để thể hiện mối tình thông gia giữa bên gia đình từ ngày hôm nay cùng nhau chung bến chung bờ, chung con chung cháu chung câu ân tình, và để thể hiện mối tình giữa quê hương thị xã Phú Thọ và mảnh đất đất bưởi đôi lùng nhiều dấu ngày hôm nay, thì ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn đại diện hai gia đình cùng với ông bà Thắng Huê sẽ cùng tiến lại gần với nhau hơn để cùng chạm ly rượu hồng, cạn ly rượu hồng mừng hạnh phúc cho các con các cháu và để thể hiện cái mối tình thông gia. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết nguyện. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi ta duyên bền lâu. Vâng, xin được cảm ơn bà rất nhiều với những từ lời phát biểu trong ngày vui hạnh phúc của cháu mình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bà con trên đây thì ban tổ chức tôi một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Tôi là ông ngoại của cháu Luyện. Hôm nay tôi rất vui mừng và phấn khởi thấy hai ông trưởng đoàn, một bên giao dâu, một bên nhận dâu. Quả thật là vô cùng phấn khởi. Kể từ hôm nay trở đi, hai gia đình thông gia trước sau như một. Tôi mong rằng cái tình cảm này giữ mãi mãi để sau này con và cháu có chỗ dựa vững chắc. Còn về hai cháu, tôi mong muốn có hai điều ngắn gọn thôi. Điều thứ nhất, có hai chữ cho hai cháu, đó là chữ gì? Chữ Thảo và chữ Hiền. Vì các cụ đã dạy rằng dâu mà hiền thì nên gái, rể mà Thảo thì nên trai. Còn điều thứ hai nữa, mong là các cháu luôn luôn kề vai sát cánh bên nhau, đi suốt cả một chặng đường đời, xây dựng tổ ấm của mình thực sự thật tốt. Các cháu làm tốt hai điều này, đó cũng là một phần đền đáp công lao dưỡng dục của hai bên cha mẹ. Cuối cùng, cho tôi xin phép được gửi tới các quý vị tân quý khách trong hai họ một lời chào sức khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.